Lạc hoa đại đức ta, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Làm thứ gì? Bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Pháp quy Tam Bảo trọng độ chỉ có bao nhiêu? Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Sự có những hành vi bất thiện. Sự có những hành vi bất thiện. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Nói lời đâm thập chia rẽ. Nói lời đâm thập chia rẽ. Nói lời nói dữ. Nói lời nói dữ. Chửi rủa mắng nhiếc. Chửi rủa mắng nhiếc. Nói lời vô ích. Nói lời vô ích. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Giờ đọc những lời nguyện này. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong hành động.
Con nguyện giữ hạnh từ bi trong hành động. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong lời nói. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong lời nói. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong ý nghĩ thầm kín. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong ý nghĩ thầm kín. Con nguyện giữ hạnh tinh tấn. Con nguyện giữ hạnh tinh tấn. Con nguyện giữ hạnh nhẫn nhục. Con nguyện giữ hạnh nhẫn nhục. Con nguyện giữ hạnh tịnh khẩu. Con nguyện giữ hạnh tịnh khẩu. Thưa Phật tử, sau khi đã thọ trì tam quy ngũ giới, giữ các hạnh nguyện rồi, hãy ráng vẫn giữ hành theo, chẳng nên dễ vui. Dạ, xin vâng. Tất cả chúng sanh được sanh về quả trời cũng nhờ giữ giới hạnh. Tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới hạnh. Tất cả chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới hạnh. Và các cái cho nên quý vị ráng thọ trì giới hạnh cho trong sạch, đừng để lắm nhờ. Lần hai, phạm thiên vẫn ngâm ngùi khẩn khoan, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc nhã ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Tiểu Trần Như, được nêm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí tri mạng toàn. Bây giờ khi mà quý vị đọc Phật, cái câu mà phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, nghĩa là sao? Là phạm thiên đi mời Đức Phật, nhận rồi nhưng mà chưa có đồng ý liền nữa, dĩ hơi con cũng không hiểu rõ cái từ dĩ hơi. Thì thường thường đó, tại sao mà phạm thiên vẫn ngồi khẩn khoản? Vậy khi một cái vị Phật á mà họ giác ngộ rồi đó, thì theo thông lệ là khi nào phải có người tới thỉnh mời đây thì ngài mới thuyết pháp, như vậy chứng tỏ là họ muốn nghe thuyết pháp. Nhưng mà tại sao phạm thiên là thỉnh mời, là thời kỳ đó mà khi mình chưa có Phật giáo ra đời đó, thì người ta cái gì là nói là cũng như do trời làm ra, và họ trời làm ra. Nhưng mà mình ở Việt Nam mình nói chữ trời, nhưng mà chỗ khác là nói là chữ trời là tên là phạm thiên. Tại cái chữ trời đó thường thường nó có nghĩa là trời phạm thiên là một, hai trời đế thích là hai, nhưng mà trời phạm thiên nó cao hơn cái trời đế thích. Thành ra cái trời đế thích là chỉ cởi dục giới thôi, cái trời phạm thiên đó là họ ở sắc giới. Thì những vị trời đó là đã nói phạm thiên, mà ví dụ như là chẳng hạn như là mình nói là giữ phạm hạnh, ví dụ như ngày bán trai mình giữ phạm hạnh, có nghĩa khi nghe đó là mình phải độc thân, mình không có vợ, có vợ chồng cũng coi như không có vợ chồng vậy đó. Thì cái giới đó là giới phạm hạnh đó, là giới của phạm thiên. Thì như mấy vị phạm thiên đó họ không có đàn ông đàn bà, không có đàn ông đàn bà, có giới tính. Đúng rồi, nhưng nó không có giới tính á, không có đàn bà đâu. Thì thành ra đó, cái vị phạm thiên đó, thì khi đó, khi mà Đức Phật mà chưa ra đời đó, thì trời đã chết cũng vậy, những vị phạm thiên đó, họ hay đi xuống dưới trần gian đó, họ thấy người trần gian đó, nó mà làm nhiều điều không tốt, cho nên họ xuống họ dạy. Thì ví dụ như những bạn đạo khác đó nói là có một vị trời ở trên trời đó đi xuống đây mà dạy dỗ cho chúng sanh,
khuyên lên họ làm điều lành lánh xa để rồi đó khi họ chết rồi đó thì họ sẽ được sinh lên quả trời. Thì tùy theo ví dụ như chẳng hạn bên bên Thiên Chúa giáo đó thì nói là sinh lên quả trời, là quả trời nó có đời sống rồi sung sướng có vợ chồng đàng hoàng. Còn những người mà thiên theo Phật Thiên đó thì nó nói là mình nên làm lành lánh dữ, mình cố gắng tu hành đó mình sẽ lên quả trời Phật Thiên. Ở trên đó nè không còn vợ chồng nữa. Thành mấy tôn giáo ở trên thế gian này đó cũng họ làm điều tốt nhưng mà đi trong cái vòng đó thôi. Khi mà vị trời Phạm Thiên đó, cái thời kỳ mà vị đó đi xuống giải đạo cho chúng sanh đó, rồi đó đến khi đó họ hỏi là ngài đâu mà ngài tới đây, thì người ví dụ như người, bây giờ thì tôi ở Sài Gòn, tôi ở Hà Nội, tôi ở Quy Nhơn, tôi tới đây tôi dạy chẳng hạn. Thời kỳ đó họ nói là không, tôi không có ở xứ đây mà tôi ở trên trời đó, tôi làm vị trời. Thì ví dụ trời nó xích xuống là tôi ở vị trời như vậy, thì họ mới làm những cái đền thờ đó, họ thờ mấy vị trời đó. Còn có những cái chỗ thì để thờ những vị Phạm Thiên. Và Phạm Thiên là coi là cao nhất, hơn cả trời đất thích nữa. Nhưng mà đến khi đó Đức Phật giác ngộ rồi đó, thì trời Phạm Thiên nó biết mình là mình chỉ cũng còn trong vòng sinh tử luân hồi, chỉ có Đức Phật mới giác ngộ mà thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi. Thì khi đó Phạm Thiên đó mới khởi tới phải giới thiệu cho những người mà tin theo Phạm Thiên đó. Nói ngày xưa đó cái vị coi tôi như một vị mà sinh ra tất cả vũ trụ vạn vật như vậy, mà tôi là cao nhất, nhưng thật sự tôi chưa có cao đâu, mà cái người mà cao nhất đó là Đức Phật. Thì Phạm Thiên mà giới thiệu vậy đó, thì khi đó họ mới tin. Thì lâu nào tin bà Phạm Thiên cũng giống như là khi mà bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất á, bà này ngày xưa là bà bất thờ Phạm Thiên. Cho nên đó ngài Xá Lợi Phất giảng bà không có nghe. Nhưng mà khi đó khi mà ngài sắp mất rồi đó, thì ngài về là cái nhà ngài ở ở với người mẹ đó. Không làm nữa rồi. Thôi xin nói đi. Không mà có, nó để là nghe ngay được. Thì khi mà ngài đó ngài giác ngộ, Đức Phật giác ngộ rồi đó, thì ngài có học trò là những ngài Liên Xá Lợi Phất. Thì khi ngài Xá Lợi Phất đó, ngài nhiều lần ngài khuyên lần mẹ mình nên đi gặp Đức Phật, mà bà này bà không tin, mà bà chỉ tin Phạm Thiên thôi. Cho nên khi mà trước khi mà Xá Lợi Phất mất á, thì Xá Lợi Phất mới đi về lại cái nhà mà mẹ mà ở, và ở ngay cái phòng đó mà ngày xưa là bà mẹ sinh ra ngài đó, cái căn phòng nó vẫn còn giữ như thường. Thì tới đó ngài, thì trong khi đó ngài mặc dù đất A Lán vậy đó, nhưng mà khi đó ngài bệnh nặng lắm, ngài cứ đi cầu mà ra không biết rồi, đi cầu hết ngày này ngày khác, thì hết người này tới những cái người mà phụ cho ngài mới bị sư phụ đó là bưng cái đồ đi cầu, rồi một lát rồi ngày đó bộ cũng phải bưng đồ giống như cái bưng cái bô đó đi ra đỏ. Nhưng mà một đêm đó thì bà mẹ bà thấy ngài bà cũng thương lắm, nhưng mà một đêm đó thì bà thấy quả ra sau cái chỗ mà cái phòng đó, của con mình đó, bây giờ thăm mà nó sáng như vậy, thì bà mới xuống bà hỏi nó trong cái phòng con mà thắp đèn gì mà sáng vậy. Thì khi đó thì ngài nói không phải là thắp đèn gì đâu, cho nên là trời đất thích đó, mà trời đất thích đi xuống là thăm viếng con, tại biết là con sắp mất rồi. Rồi một lát nữa thì bà thấy ánh sáng nó chói lòa hơn nữa, thì thấy có một ánh sáng đi vào đó. Thì khi đó tới đình lễ đó, ngài Xá Lợi Phất mới nói là
đây là trời Phạm Thiên, mà trời Phạm Thiên thì khi là mình nói mình lâu nay mình trời thờ trời Phạm Thiên, mà thấy ra con mình á nó còn có uy đức hơn cả vị trời Phạm Thiên nữa mà mình biết à, thì khi là bà mới tới và gặp ngài, giống như là muốn mà đảnh lễ con mình nữa đó. Và nói là yêu cầu là ngài giải đạo cho, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất đó, con là con học trò của Đức Phật ta, ngài phải hướng ta, mẹ phải hướng tâm về Đức Phật á, con là học trò của Đức Phật thôi. Ngài cũng nói là con có học trò như Đức Phật, là học trò Đức Phật đó, mà những vị Phạm Thiên đó họ cũng xuống đồng đại lễ con. Thì như vậy là mẹ phải hướng tâm về Đức Phật, thì khi đó là khi nào mà bữa nào mà con mất rồi đó, thì ngài mẹ sẽ đi gặp Đức Phật. Thì bây giờ đó con sẽ giảng giải giáo pháp cho mẹ ngài, thì khi đó ngài mới giảng giáo pháp cho bà ngài, thì khi đó bà mới tin. Thì lúc đầu bà không có tin tưởng à, thường thường cha mẹ là ý nghĩ con nè, cái cha mẹ cái bây giờ cũng cho mình giỏi hơn con cái đó, thông thường là vậy. Những người khác thì có thể dạy được, chứ nhiều khi mà con cái mình mà tu hành rồi mà hướng dẫn cha mẹ nhiều khi cũng khó lắm. Cho nên á, thì khi cái trời Phạm Thiên vậy, đành sư nói là cái chữ mình nói là Phạm Thiên vẫn nằm ngồi cẩn quán là vậy đó. Khi mà trời Phạm Thiên nó đi xuống xin Đức Phật truyền bá giáo pháp, thì Đức Phật khi đó ngài sẽ có người thỉnh mời rồi ngài mới truyền bá giáo pháp. Đó. Thành một vị Phật nào mà ra đời đó, là trước khi mà truyền bá giáo pháp đó, phải có một vị Phạm Thiên xuống thỉnh. Thì mới có câu là Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản đó. Chỉ ngậm ngùi đó nghĩa là năn nỉ đó. Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi. Nhưng chẳng dĩ hơi là sao? Không dĩ hơi làm sao nói? À. Thì cái chỗ đó mình sửa lại nè. Phật nhậm lời nhưng vẫn làm thinh. Cái đó mà đúng. Chứ không gì hơi, tức là làm thính đó. Nó không gì hơi, à, họ nghe có hiểu đâu. Nhưng mà tại sao nó không gì hơi? Bởi cái câu thơ mà, họ muốn làm vậy, để cho nghe đó. Này, chứ Đức Phật á, thường thường mà ngài nhận lời cái gì đó, thì ngài im lặng thôi. À, ngài im lặng. Ví dụ như Đức Phật, ai mà mời ngài, nắm bật ngài. Ngày mai đó, con mời sư thỉnh ngài đi tới nhà con trai tăng. Là Đức Phật mà không trả lời tất nhiên là mình đồng ý đó, mình nhớ vậy đó. Thành ra nhiều khi đó có nhiều người họ lợi dụng vào cái đó đó, rồi họ tới cái bàn thờ đó, bên chùa đó, cho nói là họ thấy cúng quậy để ra bánh trái là nhiều lắm, cái họ nói là thưa Phật cho con xin cái này chuối này nghe, cái họ biết là Phật đâu có bằng lòng, đâu có trả lời cầu rinh là chú đi luôn. Cái đó là chúng tôi là vậy đó. À, thường đó, Đức Phật ngài không trả lời, cho nên là Phật nhậm lời nhưng vẫn làm thinh. Là cái câu mà khi nào thường thường quý vị đọc vậy. Thành ra những bài kinh đó, mà cái vị đọc đó, nhiều khi mình phải coi là nghĩa cho đàng hoàng. Trong thời đó, do cái câu văn á, có cái vần điệu làm cho vần điệu đó, thì nào ép cái câu vào vậy. Thành ra quý vị coi mà kinh điển điển quá chừng, khi mà coi cái gì mà không hiểu đó, mình đi phải đi gặp các nhà sư để nhà sư giải thích cho. Ví dụ như chẳng hạn như có một lần có người hỏi sư, họ nói đó, trong có một câu là trong thanh tịnh đạo đó, và họ dịch ra tiếng Việt đó, thì có một câu đó là một thiền sinh hành thiền lưng giữ thẳng, hành thiền lưng giữ thẳng rồi có nói ngồi hành thiền ngồi kiết già lưng giữ thẳng, chú tâm vào cái hơi thở, trong thanh tịnh đạo nói vậy đó. Thì sư mới thấy trong kinh đó thì đâu nói là chữ ngồi kiết già đâu,
nó mình ngồi xếp bằng thôi, chứ không có nào ngồi cái già. Cái chữ này gọi là chữ Balanga. Nhưng mà tại sao mà họ dịch ra chữ kiết già? Rồi lưng dự thẳng, ma vương thấy cũng sợ. Thì sư mới đem câu nói vô thưa hỏi ngài Sri Lanka, thưa bạch ngài, ngài nói khi ngồi thiền ngồi xếp bằng thôi, Đức Phật đâu có bảo mà ngồi kiết già, mà tại sao trong cái bài kinh này mình nói là ngồi kiết già? Như vậy mình phải ngồi chéo hai chân mà bắt hai chân lên. Thế ngài nói để ngài quay lại thử, ngài quay lại thế rồi ngài thuộc ba lê đó, ngài lấy cái ba lê đó ngài đọc nó. Ồ, cái vị này dịch trật rồi. Thiệt sự đó là tại sao? Bởi vì những có những đoạn kinh đoạn á, trong đó là nói những bài kệ đó, thì họ dịch theo lối kệ, cho nên á dịch theo lối kệ nhiều khi nó bí chữ á, thì phải kiếm cái chữ mà đưa vào. Thì cái thơ văn nó vậy đó. Thành ra đó chỉ có những cái bài thơ mà ngày xưa đó, chính Đức Phật là một người mà rất giỏi văn thơ đó, thì ngài giảng bài pháp xong xuôi rồi đó, ngài tóm lược lại bài đó, ngài dùng thơ để nói, thì những bài đó đó mới đáng tin cậy. Còn những người khác mà họ thấy những cái phần mà họ dịch ra đó, thì dịch ra rồi họ sẽ ép chữ đó, thì nhiều khi nó trật mất. Thành ra nhiều khi kinh điển cũng vậy, mình phải coi cái nào mà hiểu mình hỏi kỹ cho các vị sư cho đàng hoàng. Cũng giống như là trong cái kinh mà Đại Bát Niết Bàn, trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì mình thường thường mình nói là tu hành theo giới định huệ, phải không? Nhưng mà trong cái bài kinh Đại Niết Bàn đó, có chỗ nó là nhắc đến đó, là tới kinh Đại Niết Bàn, nếu mà trang giấy thì chỉ khoảng 30 trang thôi, mà nhắc lại đến đó 20 mấy lần đó, là câu này nè: giới cùng tu với định sẽ đem đến lợi ích lớn, thành quả lớn. Định tu với huệ sẽ đem lại lợi ích lớn, thành quả lớn. Huệ tu với tâm thì đem lại lợi ích lớn, thành quả lớn, và giải thoát tất cả mọi hoặc lậu và đạt niết bàn. Thì như vậy thường thường đó, mình chỉ nghe là giới định huệ thôi. Tại sao mà trong bản kinh nó nói còn nói đến cái tâm nữa? Thành như vậy đó, huệ cùng tu với tâm có nghĩa là thế nào? Mấy vị Phật tử chỉ nghe nói là giới định huệ cho, tại sao bây giờ nó có cái chữ tâm luôn đó? Thì khi đó sư cũng nghiên cứu đàng hoàng, thì sư mới lấy cái bản kinh của miếng điện họ dịch á, thì miếng điện họ đâu có dịch vậy đâu. Họ không có dịch như vậy, mà tại vì cái bản kinh á của những cái hội Pali tới đó, có một số các học giả đó họ dịch ra tiếng Anh, rồi thầy Minh Châu đó thầy cũng dựa vào cái bản tiếng Anh đó thầy dịch ra rồi làm cho người ta rất là khó hiểu. Thế đó, sư coi lại cái bản dịch của miếng địa với sư hỏi ngài Sri Lanka để cái gì mà sư không biết sai ngoại Sri Lanka. Ngài Sri Lanka nói là cái chỗ đó là dịch vậy là không đúng, ngay bản tiếng Anh họ dịch sai rồi. Thầy phải nói là giới cùng tu với định sẽ đem đến thành quả lớn, lợi ích lớn. Định cùng tu với huệ sẽ đem lợi ích lớn, thành quả lớn. Khi mà huệ đã được phát triển rồi đó, thì cái tâm đó nó an lạc thanh tịnh, thoát khỏi mọi hoặc lậu. Thì khi đó tâm nó thoát ra khỏi mọi hoặc lậu, tâm nó nên thông minh tốt đẹp ra, nó thấy rõ, chứ không phải là tu với tâm. Nhưng mà đến khi họ dịch đó, họ dịch là tu với tâm, như vậy là họ dịch sai. Thành ra những cái kinh điển nào mà quý vị coi đó mà thấy gì không hiểu đó, thì phải đi tới gặp những nhà sư, rồi lấy ngay cái từng kinh Pali ra rồi giảng giải cho quý vị nghe. Nhưng mà có nhiều người đó đi hỏi những vị sư, nhưng mà trong kinh điển Đức Phật nói là cái câu nào mình hiểu đó thì ông sư mới được trả lời, còn câu nào mà mình thấy mình trả lời không được á, nên phải thành thật mà nói là tôi trả lời câu đó không được, để tôi học hỏi lại đã, lần khác là tôi sẽ trả lời. Thì khi đó vị sư đó phải đi học hỏi với những vị sư mà gọi là
vì thầy mình nó cao hơn mình á, mình đọc học hỏi rồi mình mới trả lời, chứ không phải thấy là vì tự ái là ai hỏi câu gì cũng trả lời, ai câu gì cũng trả lời đâu, thành ra trả lời thầm bậy à. À, thì cái cũng như cái vị vậy đó, ai mà hỏi cái vị câu gì Phật pháp á, mình thấy mình không hiểu à, đừng có trả lời à, mình có thể nói là để khi khác tôi sẽ trả lời, bây giờ rõ ràng câu này tôi không trả lời được, thì mình phải thành thật như vậy. Thì có nhiều người Phật tử ngay cả ông sư cũng vậy đó à, vì tự ái đó, ai hỏi câu gì là không biết cũng cứ trả lời tầm bậy tầm bạ, làm đem lại cái à, nhiều khi những câu trả lời tầm bậy vậy đem lại sự tai hại rất nhiều. Nhưng mà rất nhiều vị đó họ cứ thấy là nếu mình đã làm sư rồi mà ai hỏi gì mà mình không trả lời chứng tỏ là mình dở, cho nên vì tự ái cho nên trả lời tầm bậy tầm bạ. Bây giờ cho nên đó, những sư đó khi nào mà tu hành làm tỳ kheo rồi đó là phải ở với ông thầy học hành đã được 5 năm, ít nhất cũng 5 năm á, thì khi đó mới có thể tách rời ra khỏi ông thầy. Nếu trong 5 năm á, mà ông thầy ông thấy người này là tu chưa được, ông phải bắt ở với thầy một thời gian nữa, cho khi nào ông thấy là cái vị đó vững vàng rồi đó thì ông mới cho ra ở riêng. Thành ra một vị sư đó khi mà tu đó cả với ông thầy cho mình với mình à, tối thiểu là cũng phải 5 năm rồi mới được tách rời của ông thầy à, thành ra khi mà cái việc nghiên cứu kinh điển vậy đó, cái việc cũng phải nghiên cứu cho rõ ràng đàng hoàng, chứ không phải nói là thôi tôi không còn đi tới ngay thuyết pháp, tôi không còn đi gặp mấy ông sư đâu, tôi đọc kinh tôi hiểu rồi. Thành ra nhiều người à, đọc kinh rồi mà chưa hiểu rồi, nhưng mà khi mà hiểu sai rồi đã thực hành sai, rất là nhiều người mà hành thiền đó mà hành thiền sai mà họ không đi gặp được những cái thiền tiền sư mà có đủ năng lực á, có đủ thẩm quyền để mà dạy thiền. Thành ra trong kinh đó Đức Phật còn nói có một lần nọ đó, có những người mà ở xứ Kalama đó tới Đức Phật đi tới thăm cái xứ đó, thì những người trong xứ đó rằng đó là ở đây có rất nhiều người đi tới đây truyền đạo, rất là nhiều cái tôn giáo, mỗi tôn giáo là họ đều nói là cái đạo của họ rất hay. À, nếu mà thực hành đó thì theo cái hạo đạo họ đó sẽ được đi sinh lên cõi trời. Thì như vậy đó thì họ mới hỏi Đức Phật nói, như vậy đó rất là nhiều người tới nói mà mỗi người nói một cách khác nhau, vậy thì làm sao con biết được cái đường nào đi là đúng đó. Thì cái Đức Phật nói có câu mà phân vân, cái việc phân vân mà nghi ngờ như vậy đó là cái điều đúng, có những điều mình phải nghi ngờ chứ không phải ai nói gì mình cũng nghe đâu. Thì Đức Phật mới chỉ cho đó, bây giờ đó khi mà quý vị nghe cái điều gì thì quý vị sẽ suy nghĩ cho cặn kẽ, mình coi thử nếu cái điều đó thực hành ra thì nó có đem lại lợi ích cho người không, có đem lại lợi ích cho mình không. Thì mình thấy là những điều gì dạy ra đó mình đem thực hành mà lợi cho mình, lợi cho người đó, thì khi đó mình hãy thực hành. Do đó mình có sự suy xét, người Phật tử có sự suy xét. Sau khi suy xét đàng hoàng rồi đó, thử một thời gian, rồi khi đó mình mới gọi là tin, phải không? Thành ra Đức Phật nói là mình không nên vội tin, mình cũng khoan vội bỏ đó. Mình đem những cái điều mà cái người nào hướng dẫn mình đó, mình đang suy tư trong một thời gian, suy tư cho nó cặn kẽ, rồi suy tư xong rồi đó mình đem ra mình thực hành thử, nếu thật sự đó nó làm cho mình hết khổ, làm cho mình được an vui là nó chưa đó là chưa nói đến giác ngộ đó, thì khi đó những điều đó mình đã thực hành theo, chứ đừng nô lệ vào cái người đó, nô lệ và nói là
cái người đó là họ học giỏi lắm, được nhiều người tôn trọng họ, không nên tin tưởng vào với cái đó. Thường thường mình nói là người đó họ có bằng cấp cao, họ tu hành lâu ngày, thì như vậy những điều họ nói ra là đúng hết. Người ta hay bị sai lầm cái điểm đó. Ví dụ như khi người ta qua những cuốn sách á, trước khi qua cuốn sách á, họ coi tác giả đó, người ta viết như thế nào. Tác giả nó không nổi tiếng là họ không coi. Cũng như là khi mà ai nói một câu gì là mình không chịu suy xét, mà mình thấy ở dưới đó là thấy là có để nói là ông Văn Hào này nói nè, Khổng Tử nói nè, Đức Phật nói nè, hay cái vị gì đó nói, người tâm tiếng nói, thì khi đó mình tin tưởng. Mà mình không thấy được cái điều đó là mình không có tin tưởng. Bởi vậy cho nên có một lần nọ đó, khi nhỏ đó, sư cũng ưa làm thơ rồi đó, làm thơ rồi mới đọc cho bạn bè nghe qua thử nè, làm sao thật hay. Mà khi mà mình sẽ đọc vậy đó thì có đứa nó không biết, cái chê hoài, cái chê dở. Thì mà sao sư cũng làm bài thơ. Thì khi đó thế này, tâm mới đọc được bài thơ này. Họ nói thơ này của ông Vũ Hoàng Chương làm hay lắm. Tụi bay phân tích là hay chỗ nào nói cho ta nghe nào. Cái người phân tích không nói cái câu nó gì mà không hiểu, cái câu này là cái ý nó gì, ý nghĩa nó kia, nó giải cho suy nghe. Thế là khi nó chúng nó tao làm đó, khi nó nói vậy để ta quay lại đây là suy nghĩ nghe kỹ. Thế người ta đó nó bị dính mắc vào vậy đó, Đức Phật nó là cái đó là nô lệ vào cái người khác. Thành ra đó mình phải sáng suốt, mình đừng cái nô lệ vào chỗ này chỗ kia. Giống như có nhiều người mình thấy này, ông nói ăn tôi gì đâu, tôi thấy ông dở lắm mà bữa nay ông bài đọc dạy tôi điều này điều kia, như vậy là chưa đúng rồi. Nhiều khi có nhiều người họ dở lắm, họ đưa ý kiến không có hay, nhưng có một ngày nào đó họ đưa ý kiến hay đó. Thì khi đó thì nhiều khi mình cái chê họ là không được. Do đó bà A Trần Nếp bà cũng thường nói đó, nói là một người đó mà khi mà nghe kinh điển, nghe ai giảng giải được gì đó, thì khi đó phải lắng tai mà nghe, chứ đừng có chưa nghe hết chuyện đó là đó vừa nghe mà vừa phê phán. Nhiều khi cũng có được. Thành ra thường thường người ta đó cứ nghe ai nói câu gì là nhất là giảng giải là bắt đầu họ tìm cách họ phê phán này nè, họ phê phán họ nói câu đó đúng hay sai kia đó, nhưng mà họ không biết. Nhiều khi họ nêu ra những điều đó, nêu cho mình những thắc mắc, rồi lát nữa đó họ sẽ giải thích những cái điều thắc mắc đó cho mình nghe, mà mình nó vội vàng là mình lần mình suy nghĩ, mình sẽ hỏi câu hỏi. Thì như vậy đó, cái đoạn tiếp theo mình nghe không có được. Thì bà Trần Đáp bà cũng thường thường dặn các Phật tử, các thiền sinh vậy đó, khi mình nghe câu gì đó là mình nghe cho đàng hoàng, chứ đừng có đặt trong tâm mình đặt cái câu hỏi. Tôi nghe hết cái đã, nghe nè. Nhiều khi cái bài pháp lúc đầu họ nói ra mình có vẻ thắc mắc, nhưng mà từ thắc mắc đó họ mới giảng tiếp cho mình nghe, thì cái đoạn cuối là khi đó mình vỡ lẽ ra. Thì thường 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 đó, cái nhiều khi cái nghệ thuật giảng giải cũng vậy đó, phải đưa ra những cái đưa cái mà giống như tạo ra một cái tạo cho họ một cái thắc mắc vậy đó, rồi họ phải tìm hiểu. Rồi đến khi mình mới giải thích những thắc mắc đó cho họ nghe, thì cái nghệ thuật mà dạy dỗ, dạy thuật thuyết pháp nó cũng vậy. Do đó mình phải cẩn thận, mình nghe cho hết, nghe từ đầu đến đuôi. Rồi khi đó mình lại phê phán. Còn mình vừa nghe xong xuôi mình phê phán, vừa phê phán thì mình sẽ không nghe được cái đoạn sau đâu. Vì là thêm mà khi em cũng có những người đang nghe pháp thì nó cái đoạn đó tôi biết rồi, nhưng mà Đức Phật nó là dầu có nghe pháp á, những phần mà biết rồi đó thì mình nghe lại đó thì nó cũng xác quyết cho những cái điều mình hiểu biết từ trước, tại những cái điều mình hiểu biết từ trước nhiều khi nó cũng nghi ngờ. Hoặc là đó khi một người mà họ nói những mình bài pháp mình học rồi thì khi mình nghe lại đó
nó sẽ được sáng tỏ hơn. Thì thông thường đó, các nhà mà thống kê học mới đó, một người đó khi mà muốn nghe, khi mà nghe một gì phần gì đó hả, thì họ nhớ lại được 20% thôi. Bởi vậy đó, phải nghe nhiều lần, phải nghe nhiều lần mới nhớ được. Thế ví dụ quý vị nghe ai nói câu chuyện gì hả, rồi quý vị về kể lại nó cũng tật á, nó cũng tật, thiếu nhiều khi thiếu chi tiết này thiếu chi tiết kia, thành ra phải quay đi quay lại nhiều lần. Cũng như là một vị sư mà ưa thuyết pháp phải không, thì cũng phải ví dụ như đọc cái bài pháp rồi phải không, thì cũng phải đọc nhiều lần nó mới nhớ. Còn ở bên đúng ra là những vị sư đó khi mà thuyết pháp ra phải lấy một cuốn kinh ra để trước mặt mình, là mình giảng giải những cái bài kinh đó cho Phật tử hiểu. Chứ thôi đó, nhiều khi mình không đem bản kinh ra mình nói vậy đó ha, mình nói không đó, nhiều khi mình nói thiếu. Do đó những cái bài pháp mấy sư giảng giải đó, nhiều khi mấy sư chỉ nói cách tổng quát thôi, nó đẩy ra để cho quý vị nghe. Thì còn đúng ra đó phải lấy ngay cuốn kinh ra giảng giải trong cuốn kinh đó, thì khi đó nó mới đúng hơn. Mà cuốn kinh nó còn thêm nữa đó, hệ phần có phần kinh rồi thì nó có những phần là chú giải nữa. Những phần chú giải mà chú giải mà không hiểu nữa mới dùng phụ chú giải. Nhưng mà bây giờ có những khuynh hướng đó là họ nói là thôi mình chỉ coi kinh Phật chính thôi, không nên coi cái chú giải. Chú giải không phải những lời Phật nói. Thì có một lần nào có sư hộ pháp đó, sư mới gặp ông kia, ông nói là chỉ coi là kinh Phật thôi, thế đừng có coi nha, chú giải, tại chú giải là do những vị thánh đã viết ra, chỉ lâu lâu mới có những cái chú giải là chính là miệng Đức Phật nói. Rồi khi đó thì ông hỏi là những người mà viết chú giải đó có hơn ông không? Thì bây giờ phải là ông khuyên tôi phải không, nên nghe theo lời ông chứ, chứ đừng có tin vào chú giải. Ông nói vậy cái vị kia im lặng. Tại vì bây giờ nó có khuynh hướng đó, là nói là không dựa vào chú giải, họ giải kinh chính thôi. Nhưng mà họ giải kinh chính họ không hiểu, cái này họ giải theo kiểu họ, chẳng bắt người khác nghe, tất nhiên là họ cũng làm chú giải rồi. Thành ra đó, bên Phật giáo Nam Tông họ dựa vào chú giải, dựa chú giải đó. Nhưng mà những bản chú giải đó khi kết tập tâm tạng không phải là cái phần chú giải nào cũng đưa vào đâu, họ phải lấy cái chú giải đó ra rồi người ta nghiên cứu qua nó hợp với kinh điển hay không. Khi mà nó hợp rồi đó thì họ mới chấp nhận. Cũng như ngay mà cái cuốn là Viên Bút Tích Mắt Cá đó đây, cái cuốn đó viết bằng tiếng Tàu, có hai cái cuốn, một cuốn là gọi là thanh tịnh đạo, là cuốn là viết bằng tiếng Pali, một cuốn mà viết bằng tiếng Tàu đó thì gọi là giải thoát đạo. Nhưng mà các nhà sư Nam Tông họ coi cái cuốn đó mà nó họ viết bằng tiếng Tàu thôi, họ tìm ra cho đúng của bạn đó rồi họ mới so sánh, họ coi thì ở trong này đó cái đoạn nào nó sai, đoạn nào đúng. Thì khi họ thấy cái bản mà giải thoát đoạn đạo luận á, có những cái điều trong đó là nó gần gần với cuốn thanh tịnh đạo, và nó hợp với cuốn thanh đạo tịnh lắm. Chứ không phải bên Phật giáo Nam Tông không có dùng những sách vở của bên Bắc Tông đâu. Họ thấy cuốn nào mà đúng đó thì họ vẫn trường tụng như thường. Ví dụ có nào đúng mà nói bằng cách mà có vẻ dễ hiểu đó thì họ vẫn dùng như thường. Mà chắc là cuốn thanh tịnh đạo luận đó, cái cuốn mà giải thoát đạo luận đó. Nhưng mà cái cuốn giải thoát đạo luận đó thì bây giờ cái bản tiếng Pali đó để nó mất rồi, còn có cái bản tiếng Tàu thôi. Thành ra cái bản đó dịch ra cũng khó, những người mà biết tiếng Tàu cũng dịch ra rất khó, phải dùng qua đối chiếu với cái bản Pali. Đôi khi đó mình mới giải thích rõ ràng. Bởi vì
tiếng Hoa vậy. Ngày xưa họ dùng những chữ khác, mà ngày nay đó là họ dùng những chữ khác. Cũng như tiếng Việt mình đó, quý vị nào có dịp mà đi qua bên Thái Lan thì gặp mấy bà cụ bên Thái Lan, những cụ bên Thái Lan người Việt á, họ nói tiếng mình nghe nó quê chứ là quê. Dùng những cái chữ ngày xưa không à. À, ví dụ như chẳng hạn cái ly mà đổ cái họ nói cái ly nó té. À, ví dụ còn có những chữ mà họ nói mình có thể hiểu, họ nói về con, không kêu con voi mà kêu con tượng, ngày xưa dùng như vậy đó. Đó con nhớ là lần gặp cái bà cụ á, à, bà có ở bên Thái Lan đó, bà cụ nó là người Việt mà rất là nổi tiếng, bởi là bà tu làm sư cô như vậy đó, à, bà làm sư cô. Nhưng mà có một lần nọ đó thì trước khi bà chết á, thì bà nói là khi mà tôi chết thì chưa chắc tôi chết đâu, phải đợi khi nào mà trong người tôi mà nó lạnh á, thì khi nó mới đem đốt tôi. À, nhưng mà bà nói vậy rồi đó thì thấy bà nằm như vậy đó, người bà cứ nóng hoài, à, cả tháng trời đó người nó cũng nóng, à, bấm thì rõ ràng là sau một tháng đó là bà tỉnh dậy. Khi có gặp cái bà đó rồi thì bà tỉnh dậy rồi đó, bà mới nói là khi mà chết là bà đi đâu, thì bà kể lại cái chuyện bà đi chỗ này chỗ kia vậy đó. À, rồi bà có nói đó, bà nói lúc đầu là bà đi tới một cái chỗ bà thấy tối đen lắm, mà nhỏ hẹp hết sức vậy, bà len len trong đó rồi mới đi, mà đi ra chút xíu đó thì bà thấy khát nước quá. Thì khi đó bà nghĩ bà nói ồ, ngày xưa đó mình để bát cho Chư Tăng á, mình chẳng lúc nào để nước. Cho nên nó bây giờ đó mình hưởng được cái phước, à, mình có thể đây bạn mới kể tiếp phần sau đó là bà thấy những cái chỗ giống như thiên đàng vậy đó, à, vậy. Nhưng mà mình chắc mình không cúng nước cho nên bây giờ mình khác quá. Thì sau khi mà bà tỉnh lại mới nói chuyện đó hả, thì mấy ông sư bên Thái Lan đó thì nó chính sư bên đó là ngay bây giờ ông vậy đó, khi mà đi bác là họ cũng có để thêm chai nước cho mình đó, tỉnh mấy chùa nặng sách nước nặng lắm. Mà ngày xưa đó tôi nhớ là nó chưa có cái chai nước này vậy đó, họ làm những bịch nước á, có thể họ cũng nấu sôi họ lọc trên xong rồi bỏ ba ni lông cột lại bỏ trong bát cho mình đem nước về thiệt là nhiều vậy đó. Thì bà nói vậy đó, rồi bà nói bà đi tới một cái chỗ nó mà thấy là khi nó đói bụng đó bà muốn ăn, nhưng mà nói là cái thức ăn này của quả trời, thế bà ăn không được đâu, bà là con người bà ăn không có tiêu đâu, à, ăn nó bệnh đó. Thì bà nói bà đói đói khác chứ. Rồi khi mà bà tỉnh lại thì người ta hỏi là bà nói tiếp cho tôi nghe những cái phần khác đây, thì bà nói không, ở trên nào cấm không có được nói. Đó có số kể là bà lên cái lâu đài của bà đó, thì bà kể nhiều chuyện lắm mà. Nếu bà đòi tỉnh lại không cho, tại bà làm phước nhanh nhiều đó, bà thấy bà người ta chỉ đây cái lâu đài của bà thì bà nó cũng ở đâu nó không, bây giờ bà chưa có chết chưa có lấy được đâu về. Mà bà như vậy đó, mà không phải bà chết một lần đâu, bà chết 3-4 lần lần lâu 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 thì bà nói là bây giờ bà chết. Như là bà biết trước nữa sao, bà giống bà có thần thông, bà là viện trưởng của một cái ni viện lớn ở trên núi ở Chiang Mai. Nó những cái điều đó chứng tỏ là mình cứ cố gắng hành thiền đi. Rồi bà còn nói là khi mà mình hành thiền nhà thì mấy vị chư thiên đó họ rải xá lợi xuống cho bà. À, thì kia đó bà có cho một ít đó. Hả? Hả? Nó nằm trên mái tự nhiên đất xuống. Thì bên Thái Lan bên Miến Điện cũng vậy, cũng có những người mà hoàn thiện tốt này kia, và tự nhiên là chư thiên rã những cái hột xuống, giống như ngọc vậy đó. Họ nói là xá lợi Phật, chứ nó không phải xá lợi Phật. Cái xá lợi nó là
Và có thể là những viên ngọc hay là cái gì mà do chư thiên họ bỏ xuống vậy. Nhưng mà cái điều đó mình có tiền cũng được, không tiền cũng được, nó cũng chẳng đem nó giải thoát. Cái điều quan trọng là Đức Phật nói là mình phải cố gắng, mình giữ giới, hoàn thiện, thì nó sẽ đem lại cái điều tốt đẹp. À, nhưng mà cái giữ giới đó phải giữ giới cho nó đàng hoàng. À, nè, có những cái phần mà phụ đó nữa mình cũng phải giữ. Ví dụ như chẳng hạn như một người nam mà giữ giới đàng hoàng đó thì đi ra đường là không được nhìn người nữ. Mà mình nhìn người nữ là cái nhiều khi có tâm mình nè, mình sẽ so sánh với người nữ đó về sắc đẹp, về tính tình nào với vợ của mình. À, hoặc là mình có chồng cũng vậy, mình có chồng thì bây giờ ông chồng đó là coi như là số một rồi, không có thể nào mà thay đổi được, thì mình không bao giờ đem cái chuyện ông chồng mình, tính tình của ông chồng mình hay cái thế này kia ra so sánh với một người khác. Khi đó mình gọi là giữ giới mình tốt đẹp quá. Cũng như khi những ngày mình thọ bát con trai, phải không, thọ bát con trai là vậy. Thành ra đó, khi mà thọ bát con trai thì ví dụ như là nó cái giới mà không có đờn kè này kia đó, thì mình mỗi lần mình nghĩ đến đó, những cái bản nhạc rồi ngày xưa mình nghe mình thấy hay đó, mình suy nghĩ tới là mình phải bỏ liền. Chứ có những người đó thọ chơi con trai vậy đó, mà nghe tiếng nhạc ở đâu xa 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 là ở đây không hát mà lấy tay đánh nhịp. Nó cũng có những trường hợp xảy ra. Thành ra vậy đó, thì khi mà mình dễ giới lên đàng hoàng đó, mình có vợ chồng rồi không được nhìn một người khác quá. Và khi đó cũng không được suy nghĩ đến nếu mình dễ nằm đợi đó, không có suy nghĩ đến đó, những cái giọng hát của một cái người nào đó ngày xưa đó mà nghe được đó, mà thuộc người nữ cũng không được suy nghĩ đấy. Thành ra là cái thế giới là vậy đó, tại vì cái tâm mình nó tạo ra những cái cảnh nhiều lắm. Cho nên khi mình giữ giới nó phải trong sạch luôn, cả lời nói luôn, cả trong tư tưởng nữa. Mỗi lần mình suy nghĩ như vậy là mình thấy sai là không nên làm. Có lần là xin đi tới thì thăm nhà một người con của bà Phật tử. Bà anh bảo nó mà cũng cháu bây giờ vẫn gần 100 tuổi rồi. Thì khi tới trong nhà đó thì tới trời thì thấy cái nhà nó giàu mà làm bác sĩ. Ngày xưa đó cái đứa bác sĩ này là nó là Phật tử của sư, sư cái đoàn Phật tử đó. Thì sư thấy đó tới nhà cái thằng con trai bà, thì thấy chỗ thằng con trai bà đó nhà giàu mà, thì nó phở một phòng, chồng ở một phòng, rồi ngoài đây phòng khách thì chỉ thấy cái phòng vợ, cái phòng người chồng đó, thì thấy cái phòng người chồng đó, để một hình cô mà minh tinh thật là đẹp treo ngay cái cửa bự lắm. Rồi đó cái phòng của cổ đó thì cũng treo một ông tài tử tẩy cine là gì đó vậy đó. Cái xe ra xe giảng pháp rồi nghe nói cái đó đó phải không, phải bỏ đi, sao đừng có để mấy hình tài tử đâu, nó là chi, có thể này để hình Phật hay những câu Phật ngôn gì. Thế khi đó mình để như vậy đó mà mình đã có vợ rồi mình còn để hình tài tử, mình nhớ đến những người khác vậy cũng là phạm giới đó. Còn cái người vợ đó mà để cái hình ảnh của ông tài tử khác là cũng là phạm giới. Thành ra có nhiều khi nó có nhiều người đó họ nói là giường chung mà mộng riêng đó, mộng đó. Mà, giống như là ông vợ mình cái tưởng tượng đó là một con minh tinh này chứ, ông chồng cũng vậy, tưởng là một ông nào kia. Thế thành ra những cái điều đó là nó cũng phạm giới đó. Thành muốn mà giới được cho đàng hoàng nó phải thì ngay cả trong tư tưởng này nữa hay những cái hành động gì đó mình nó có thể là làm cho mình phạm giới đó, cũng không được suy nghĩ đấy, không được tưởng tượng đó, thì bỏ những cái cảnh đó đi.
thì khi đám mấy người giữ đàng hoàng. Cũng giống như là ngày xưa đó, có một cái bà thì bà là người ta khen là đúng là người đàn bà đó, mà mình đối là một cái người mà mình đáng quý đấy, đối đàn ông đó, đối người chồng đó. Thì cái bà đó, bà rất là đẹp, nhưng mà khi nào ông chồng bà về đó thì bà mới trang điểm, bà mới mặc đồ đẹp. Còn ông chồng bà đi làm quan đó, còn khi mà ông chồng bà ra khỏi nhà rồi là bà bắt đầu bà mặc quần vải, quần áo thô, quần vải vậy đó, không có trang điểm gì đó. Thì mình đã mới khen người đó là cái người đó đúng mấy người đàn bà, là giống như là chỉ là gọi là họ dùng cái chữ trinh nữ, mà không có phải là trinh nữ là người mà chưa có chồng, có nghĩa là cái người mà cái lòng trong sạch trong sáng vậy đó. Thành ra trong Kinh Phụng Âm đó, vắng chồng điểm phóng trang hồng cùng ai đó, mặt biến tô miệng càng biến nói đó. Thành ra vậy đó, cái đó là mới gọi là giữ giới trong sạch. Thế nên có nhiều người nói nè, có người hỏi bà tại sao mà ông chồng mà về bà mới mặc mà áo quần đẹp, ông chồng mà đi rồi mặc cái vải thô vậy. Bà nói tôi mặc cái đẹp để cho ông chồng tôi, chứ ông chồng tôi đi bán rồi, tôi đâu cần người khác nhìn tôi chi đâu, mà tôi phải ăn mặc như vậy. Thành ra cái thời kỳ trước là cũng vậy đó, cũng có nhiều người đó họ về đó, họ đi học tập cải tạo đó, mà họ về rồi họ rất là buồn, họ thấy bà vợ khi nó đã sửa cái lòng búa cao lên rồi. Thành ra đó, thành nhớ đó, những người mà muốn hạnh phúc, những người nào đàn bà muốn sửa sắc đẹp đó, phải không, hỏi ông chồng đi, hỏi ông chồng trước, phải không? Muốn làm gì mình cũng hỏi, thôi em làm gì anh có bằng lòng không? Chứ nhiều khi đó mình cái làm theo cách của mình thôi. Có nhiều người đó chưa đâu hỏi à, cái này không phải là chưa nói là chưa trách những người sửa mặt sửa mày đâu, nhưng mà chưa hỏi mấy người đàn ông á, hỏi nè, quý vị có muốn vợ quý vị sửa sắc đẹp không? Thì sư hỏi đó, 100 người đó, đến hơn 90 người đó nói không, tôi không thích à, tôi thích bà để cái mặt tự nhiên vậy đó. Tại ngày xưa tôi thương bà với cái mặt tự nhiên đó, cho đâu tôi phải thương cái bà mặt bà sửa được gì đâu. Nhưng mà tuy nhiên là nhiều người đó, họ cũng không phải là họ cũng thương yêu chồng, nhưng mà họ muốn cho mình đẹp á, để những người khác khen, ngay cả những người đàn bà khác đẹp lên đó. Thành ra cái vấn đề mình giữ giới luật á, mình nhiều khi mình phải chú ý đến những cái điểm nhỏ nhỏ như vậy đó. Dạ, trong bữa nó pháp này vừa đủ thì giờ, cầu mong cho tất cả quý vị nghe pháp rồi và thì biết được những cái điều mà khi là giảng được phải cố gắng mà đem ra mà thực hành. Nãy giờ quý vị đã nghe pháp, đã thọ giới, thì mình có nhiều phước báo. Thì bây giờ mình sẽ dùng phước báo đó hồi hướng đến cho ông bà cha mẹ, cứu hưởng thánh tổ và những người thân nhân của mình, cùng những người bạn bè thân quý vậy. Cường cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự thiên hàng ngày, những nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiện về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn nâu phước hằng hà xa, tỳ khư chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, tiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu vẫn được phần an khương. Chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thâm hoa thiên nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, tâm mà dứt khổ triền quanh đoá này,
cầu cho hưng thành lâu dài, phát triển tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tân hoa trong pháp Phật rồi giao truyền, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc hạnh phúc thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tín được sự lớn, được sự an vui, được sự tấn hóa trên đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Bây giờ có ai đây hả? Dạ. Mẹ thấy cô khỏe rồi. Khỏe. Đâu lắm rồi, mẹ đi bữa trước cô không? Bị bệnh á. Khi mà bị bệnh.